trường chúng ta dùng cái đứng trên cái nội dung để hoàn cảnh cho cái chuyên đề này. Mà cô chủ học cứ cho bé Lan dọn dẹp làm bé Lan giận, bé Lan buồn, bé Lan đi ngủ à. Trời ơi, gặp ba cái này thêm cái con nhỏ này điên lên thiệt á. Rồi bây giờ không biết phải làm sao nữa nè. Không lẽ là phải gọi cho tụi nó nữa. Alo Hùng ơi, mày có đang ở nhà không Hùng? Mày qua nhà tao liền được không Hùng ơi? Tao sắp chết tới đây rồi nè Hùng ơi. Hùng, mày qua giúp tao liền đi Hùng ơi. Hùng, mày nghe tao cái. Trời ơi, một tiếng bạn, hai tiếng bạn. Không có mày, tao vẫn còn thằng khác mà. Tấn ơi, mày đang ấy, mày gặp không? Mày qua nhà tao liền nha Tấn. Tao đang ở nhà, tao sắp chết rồi Tuấn ơi. Tuấn ơi, mày nghe tao khoan Tuấn. Trời ơi, lúc còn đi chơi á thì anh em bây giờ gặp nạn không lấy một thằng nào. Rồi không lẽ cả cái dân bạ này không gọi được cho một ai. Còn đàn quy mà lâu quá rồi đâu có chơi với nó đâu. Rồi sao bây giờ gọi không biết nó qua không nữa. Alo, Quy ơi, mày có đang ở nhà bển không Quy? Mày qua liền với tao được không Quy? Mày qua nhà tao liền cho tao sắp chết rồi Quy ơi. Cảm ơn mày. Thôi ơi, tao nói cái bộ nhà giàu quá rồi, thích để cửa hông cho con trộm vô hay gì vậy? Tụi nó kêu nó không thấy nó nữa. Ôi chua cha. Đẹp quá trời đẹp luôn. Trời ơi, cái đèn chùm kìa, nó quay vòng vòng kìa. Wow, trời ơi, cái bình bông. Tao nói ha, nhà mở cửa tăng quá gì đó, không có ai vô, tao thôn là mình không phải là ăn trộm cắp gì đó nha. Thank you.
sáng giờ sáng. Cường ơi, đâu rồi? Chắc lên lầu. Một bước, hai bước, ba bước. Trời ơi, ta nói cái cường sáng sớm không đi kích phòng nó tới thui vậy. Đèn đâu? Chưa thao quá cái gì? Mày ngồi xuống cái đi. Chú biết không? Ở đó phía dưới người đang cúng. Huy ơi, tao kêu mày tới đây để giúp tao. Mày ngồi mày bình tĩnh. Mày ngồi mày chờ tao bình tĩnh nha Huy. Chặt dữ gì trời. Qua coi. Ngồi mà tao lọt bây giờ. A few moments later. Huy. Cái gì vậy, tao bỏ hết cái chuối cho ăn hết nữa kìa. Mày đứng đó chờ tao bình tĩnh cái nha. Tao dẹp luôn đi. Sao vậy? Mày kêu tao lại đây hồi nãy giờ tao ăn mới có nửa trái chuối, còn dư trái chưa ăn nữa, rồi mày kêu giờ đi về dợi nữa. Đợi bao lâu nữa? Định cái nói gì chu hến ho 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 gì hả? Tao mệt tao đi về. Ấy trời, trời ngồi ngồi lại nghe tao cái đi. Tay nhau ra đừng có níu kéo. Trời ơi, mày ngồi mày chờ tao cái đi, tao kêu mày tới đây giúp tao mà quý. Bây giờ chờ có nói chuyện không? Có nói không chứ tao mệt rồi nghe. Thì tao kêu mình tới đây không biết phải nói làm sao. Mày coi đi. Ủa chứ tôi tình như tao nãy giờ 15 phút đồng hồ bọn em ra. Cái gì? Có không? Giấy báo kết quả xét nghiệm Nguyễn Quốc Cường. Kết quả HIV. Trời ơi, về mình làm quá là chuyện ung thư. Ngộ rồi nha. Ơi, tôi chắc không thấy đâu. Coi lại nữa đi. Tôi chắc không thấy đâu. Trời ơi, Cường, mày làm cái gì vậy? Mày làm cái gì? Mày HIV vậy? Trời ơi, Huy ơi, tao gọi quá Huy ơi. Mày chơi con nào? Có mày điên đó Huy. Sao tao dám làm vậy? Mày không chơi con nào sao mày bị? Trời ơi, Huy ơi, bây giờ tao gọi quá Huy ơi. Bây giờ không có gói nữa. Mày gói là tao đập đầu, tao lộn. Mày gói là tao mệt lắm á. Bây giờ ngồi xuống, nói chuyện với tao không có đứng ngang hàng, tao ngồi xuống. Bây giờ mày là đứa bị chất vấn của tao. Nói cho tao biết cái nguyên nhân tại sao. Thì dạo gần đây tao có chơi với cái tụi thằng Khải đó. Xí luôn. Xí chập 1, xí chập 2. Mày đừng nói với tao mày chơi với thằng Khải trình trường nha. Ừ. Tao lại mày chính lại. Mày đâu vậy Quý? Nhà có phòng thờ ở đâu vậy? Làm gì? Lại chính lại không có nhang sao nó linh? Cường. Hả? Mày biết thằng Khải là cái đứa cờ bạc số má gái gú hút chích. Tao thấy nó đầu cổng trường là tao chạy vô lớp rồi đó. Hả? Mày chơi nó làm chi vậy? Tao này sao mày không chơi? Trời ơi, mày nói cái gì vậy? Tao mày là bạn mà. Quý. Tao nói chơi đây là chơi chung với nhau chứ mày làm ngại chết. Cỏ qua một bên đi. Trở lại vấn đề. Mày ngồi xuống. Em bắt đầu nói chuyện tao có ngang hàng. Ngồi xuống. Rồi nói tiếp. Bây giờ tao hại gặp tao nói với mày. Cái... Rồi mày đi chơi chung với nó mày sao nữa? Thì bữa đó đi bài với nó đó. Nó chuốc tao say. Rồi như tụi nó có dùng. Tụi nó có kêu tao dùng chung kim tiêm. Mà tao không biết tao có dùng không thế nào Quỳ ơi. Tao lại mày thêm chính lại cho tròn 18 tuổi xuống. Ôi là trời, mày cái đây. Mày đi ơi, 8 con đường hết, 9 con đường hết treo băng rôn để tránh xài chung kim tiêm với lại HIV. Con mắt mày không có chồng đen hả? Ấy lộn, ờ đúng mày không có chồng đen hả? Thôi nói chơi nói chuyện tiếp. Mày làm cái gì vậy? Mày biết cái đó, mày xài chung kim tiêm là mày có nguy cơ HIV cao. Bây giờ khỏi nguy cơ luôn, bị luôn rồi. Hả? Tao bị nó dụ mà Quy.